mà mình làm cái gì người ta phải tâm phục khẩu phục, cái đó mới là cái chính. Đúng rồi. Đó là phục hồi rồi ba cái tất cả cái bố trí thời tự và đối tượng thời tự sắp xếp lại cho nó đúng, rồi những cái bao lam hoành phi câu đối, nhất là câu đối ở đó không có vô đây đâu, cái cột rồi vẽ rồng trước vẽ rồng tôi phục hồi hộ rồi hiện lại cái bắt đài cái bản liễu rồi luôn cả năm rồi tôi làm được cái bản di tích này. Trong hành trình chuyện 25 giờ ngày hôm nay, các bạn hãy cùng theo chúng tôi đến với huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ tiếp giáp Biển Đông, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Ở đây có khu rừng ngập mặn, một khu rừng ngập mặn đen xen với hệ thống sông rạch dày đặc, chứa đựng các hệ sinh thái mang tính đa dạng sinh học cao, nên nơi đây được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, lễ hội Nghinh Ông lại diễn ra. Đây là một lễ hội dân gian truyền thống được tổ chức nhằm tôn vinh Đức Ngài Cá Ông, còn gọi là Nam Hải Tướng Quân, thu hút đông đảo người dân đến dự hội với nhiều hoạt động vui chơi thể thao, cùng với đêm gala âm nhạc đầy sắc màu. Lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và cũng là sự kiện văn hóa lớn nhất của thành phố nói chung và của người dân Cần Giờ nói riêng. Hôm nay, ekip chúng tôi đã có dịp được đến đây để hòa mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội này. Trân trọng chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và bà con nhân dân huyện Cần Giờ đang cùng đến với chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023, kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, 10 năm được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Để bảo tồn và chuẩn hóa lễ hội như ngày hôm nay, đòi hỏi người thực hiện phải am hiểu và dành nhiều tâm huyết với giá trị tâm linh, văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Nghệ nhân ưu tú Phan Văn Chấn, hay còn được người dân nơi đây gọi với cái tên thân thuộc là chú Ba Chấn, đã làm được điều đó bằng cả sự đam mê và trách nhiệm. Còn tôi hỏi còn sáng sớm chú đã có mặt túc trực tại lăng ông Thủy Tướng cùng nói chuyện với các vị bô lão về nguồn cội của Đức Ngài Cá Ông. Đi ra hồi trước chưa có sắc phong, chưa năm 1805 đó, chưa có sắc phong thì gọi cá voi là ông Nam Hải, chưa gọi là ông Thủy Tướng. Chừng mà 1805 mới là sau khi các công thần, sau khi thắng Tây Sơn đó, sau khi phong chức quan này kia nọ, các công thần vua Gia Long đó mới nghĩ cá voi cứu ổng đó, mới là phong Nam Hải đại tướng quân. Năm quán chú Ba Chấn luôn luôn có mặt khi mọi người cần chú trong mọi hoạt động diễn ra của lễ hội. Từ những công việc nhỏ nhất, chú đều dặn dò tỉ mỉ các cô chú anh chị để phục vụ chuẩn bị tiếp đón đoàn khách gần xa đến thăm lăng. Bán dài ha, để mở ra rồi. Em Hùng thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Đây là cái bộ xương. Cái bộ xương mà dài nhất là ngoại dạng thì Thị Tú á, là dài 21m. 24m chứ. Sau khi mà sưu tập mà chú viết cái tư liệu và nghiên cứu về cái này chú đi rất nhiều năm lắm. Từ năm nay là từ năm 2000. Viết tới năm 2013 đó. Đi nhiều chỗ để nghiên cứu. Và nhiều cuốn sách vở, tìm cuốn sách vở để mà chính xác cái vấn đề lễ hội Nghinh Ông này và cái tín ngưỡng thờ cúng cá voi này nó đo từ đâu ra đến như thế này. Chú sẽ làm cái tư liệu nó rất là rõ, nó giống như một cái luận án để mà công nhận là nghệ nhân đó của nhà nước, thì nó rất rõ, đưa qua các nhà khoa học, đưa qua các nhà cái sử là chuẩn quá, là rất là rõ, và cái đó được là để đời sau này. Năm nay 78 rồi, không biết duy trì được mấy năm nữa.
Rồi rồi. Tại thì chú đã duy trì cái lễ nguyên ông này là bao lâu rồi chú? À, tôi tham gia vô đây đó đánh bắt xa bờ, là một người dân ngư dân đánh bắt xa bờ hôm này của Vũng Tàu, rất là năng nổ và rất có tiến tâm. Sau đó lớn tuổi thì trở về gia đình mà con cái học ra trường mà có nơi làm việc hết. Tôi trở về đây tham gia đây năm 1999. Rồi bắt từ đó tôi có cái trách nhiệm đam mê, giống như đam mê tìm ra cái này cái kia nọ được phục hồi. Cái nghi lễ này phục hồi cái kia cái nọ. Với hơn nữa tôi có một số vốn trước đây đã am hiểu vấn đề này và cũng đã biết được cái chữ nho chữ hát. Hồi đó cái lăng nó không phải vậy đâu. Cái cột nhỏ xíu à, rồi cái lồng này cái nọ là tôi phục hồi lại chữ nghĩa, bổ sung chữ nghĩa tất cả trang trí lại hết. Và thời gian mất sâu chưa? Rồi tới ngày 2013, qua chín mười mấy năm. Trên gần tới 15 năm. Các nghi thức trong lễ hội nhiều năm qua do thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau bằng miệng, không có văn tự hay tư liệu sách để lại, nên trong tương lai sẽ dễ bị mai một cũng như thiếu sót. Chính vì thế đã đưa chú Ba Chấn đến với công việc này. Thì trong với quá trình là mình phục hồi, mình xây dựng thì nó có điểm gì khó khăn không chú? Khó chứ, đương nhiên phải khó rồi. Thì làm sao, bởi vì một cái tập quán của người ta đây là nói vậy. Còn mình là cái người kế thừa, mà tôi không phải là người địa phương, tôi là người Tiền Giang, còn không mà qua đây làm cái này rồi sắp xếp rồi lại là truyền giáo lại cho người này, người ta phải người ta mặc cảm, mà mình làm cái gì người ta phải tâm phục khẩu phục, cái đó mới là cái chính. Đó là phục hồi rồi ba cái tất cả các bố trí thời tự và đối tượng thời tự sắp xếp là cho nó đúng, rồi những cái bao lam hoành phi câu đối, nhất là câu đối ở đó không có vô đây đâu, cái cột rồi vẽ rồng trước vẽ rồng tôi phục hồi hộ là hiện lại cái bắt đài cái bản liễu, rồi mới là từ từ làm cái hoành phi bao lam câu đối rồi sắp xếp lại tất cả các tôn ti, rồi luôn cả năm rồi tôi làm được cái bản di tích này. Bản di tích đằng trước đây là bản di tích này mới đưa lên sở mới duyệt di tích, không phải cái lăng này đâu mà tôi làm luôn cái đình, phục hồi cái đình, mà phục hồi cái đình để công nhận trước cái lăng để mà nó có đủ tiêu chuẩn để mà cái cơ quan chức năng người ta đó người ta để phục hồi để công nhận cái di tích kiến trúc và tiếp tục làm biết luôn cái tham gia cùng bên sở, bên phòng văn hóa cũng như cái địa phương bên kia là từ từ phục hồi và bảo tồn được cái di tích của Thành An là cái những ba và tất cả vòng vòng đó, rồi cũng tới các nơi phục vụ với bà con người ta để mà gìn giữ cái tập tục này để truyền lại cho thế hệ sau. Thì cái gì mình đóng góp cho xã hội thì mình cứ làm, gia đình trách nhiệm làm cha làm gì đó, nuôi con ăn học tới sáu nơi, sáu đứa rồi tới nơi chỗ cũng hư rồi, hết gia đình rồi tới xã hội, rồi hết xã hội đi về dưới kia thôi. Vậy thôi. Đối với chú, những cống hiến bao năm qua của mình là điều mình phải làm để giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Trong suốt thời gian lễ hội diễn ra, chú sinh hoạt hoàn toàn tại lăng ông để không bỏ sót bất kỳ hoạt động nào. Chỉ đến khi chiều vãn khách, chú mới về nhà để chuẩn bị cho lễ cúng tiền hiền hậu hiền. Lễ hội nghinh ông là lễ hội được mong chờ nhất không chỉ với bà con ngư dân mà còn là khoảng thời gian những người con xa quê được về đây đoàn tụ với gia đình, cùng nhau chung tay làm nên một lễ hội thực trọn vẹn. Thì chắc thì hòa đồng lắm á, quận hai hòa đồng lắm, hòa đồng anh em rồi trong giới hội rồi anh nói chung là anh hai ba chắn là hòa đồng đứng. Thì con cũng biết là một phần lễ hội này cũng có sự hỗ trợ chú chú đúng không? Đó, đúng đúng. Dạ thì mình chỉ là mình mới cái lễ hội này nó mới hoành tráng. Dạ, đúng vậy. Nói chung là trong giới hội phải tính có người không biết, có người biết, cái người biết người ta
đứng lên cho dạy cho mấy người không biết sau này, cũng như là ba anh ba Trắng là cũng như đầu xưa ổng biết lịch sử, vỗ đầu sông vỗ ổng lên rồi chở về già giao lại cho mấy người nhỏ vậy đó. Con cũng biết là cũng chứ, nhưng mà chú luôn muốn là giữ gìn và truyền thống cái đời sau, nhưng mà cũng rất là khó. À, phải rồi, đúng là khó. Nhưng mà bây giờ thanh niên thanh nữ không có bằng như hồi xưa vậy. Ví dụ mình bây giờ hồi xưa ta làm người, còn bây giờ mình dạy cho mấy ông mình thì mấy ông làm chỉ có 8 thôi. Ví dụ mình thì sao nói vậy đó, chứ không phải như hồi xưa mà ví dụ tập trung rồi là làm 10 thần, còn bây giờ là ví dụ là 8, 7 vậy. Nhưng mà anh hai thì ảnh hòa đồng lắm, người ta không về hòa đồng, chứ không có ảnh mà gì mà không biết là ảnh chỉ ba. Là mọi người ở đây rất là mọi người là mong cái lễ hội này mọi người rất còn vui hơn Tết như vậy. Ở đây là có dòng này là hơn Tết được mọi người về xung họp ăn lễ vui chơi này. Theo chân chú về tổ ấm của mình, chú ba khoe với chúng tôi gia tài đồ sộ mà bao năm nay chú đã tích góp và hoàn thành. Viết được cái tài liệu này là phải dễ đâu. Hồi xưa giờ đâu có giúp dụng này đâu. Cái này là cái người dân xưa là hồi ngàn cái giai đoạn 1921 và từ 1921 1935 là của cái người dân trong thời kỳ đó. Cái này là của cái tài liệu của Pháp, nó chụp chưa đó, còn giờ làm gì có chuyện máy chụp. Viết thì mình thật tài liệu quý vô cùng. Bây giờ ai viết được cái chữ này? Thật sự là để khi mà lễ hội gì cũng phải lấy cái cẩm nang này ra chứ đâu có nhớ hết đâu. Cái cuốn này chú biết là bao nhiêu năm chú mới thành thành xong cuốn này? Khoảng 5-6 năm đó. Bây giờ viết phải thật, phải chuẩn vì để đời. Phải chuẩn dựa vào nhiều tư liệu, nhiều dựa vào các bậc lão thành, rồi dựa nhiều mặt, chứ không phải là đơn giản đâu. Đây là cái đường cải tạo. Cái này là cái xá Tàn An. Viết cho con Miễu Ba. Miễu Ba để viết cho hậu, làm như đây là viết xong hết. Cái này bây giờ là ai nhất? À, lập là mà anh biết được cái này cái bộ phận của sở rất đủ lắm. Dạ. Nhưng chỉ để cho photo thôi, chứ không cho lấy này để lại cho con cháu. Dạ. Sau này tôi có qua thì con cháu nó thấy cái từng chữ viết là nó nhớ cái tôi. Đây là những văn tế. Văn tế này, cái này là cúng về biển nè, ngày mai cúng về biển, bữa 16. Cái văn này cũng là điểm viết sẵn cho tuổi ra hồi đó về thì điểm đó chứ không có đi nhiều, chút tổ chức thôi. Không có hồi điểm là hai cái. Chữ tàu là chú biết luôn hả chú? Và ở tập sau của chương trình, chúng ta sẽ nhìn rõ nét hơn về công việc của chú Ba Chấn, cũng như là tâm huyết và trách nhiệm của chú đối với ngày hội quan trọng này. Đúng rồi,